Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thực hư chuyện một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị Covid vật. Có thể nói đại dịch Covid-19 hiện nay đang bùng phát dữ dội tại thành phố lớn nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh, và hiện nay thành phố này đã bị chính quyền địa phương áp dụng 3 lần chỉ thị của chính phủ để cách ly tập trung và cách ly tại nhà trên toàn thành phố. 3 lần áp dụng chỉ thị cách ly ấy là vào ngày 31 tháng 5 áp dụng chỉ thị 15 trong 15 ngày. Với hết chỉ thị 15 của ngày 31 tháng 5 thì chính quyền thành phố lại tiếp tục cho áp dụng chỉ thị 15 lần 2 vào ngày 15 tháng 6. Đến cuối tháng 6 vừa hết cách ly lần 2 thì ngày 9 tháng 7 chính quyền thành phố lại cho cách ly nghiêm ngặt hơn lúc này. Người ta lại áp dụng chỉ thị 16 và không biết đến bao giờ mới kết thúc. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan bị đồn là đã nhiễm Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp gây chết nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh thì vào ngày 4 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hồ Chí Minh đã phân công nhiệm vụ cho các lãnh đạo thành phố. Phải nói rằng trong những ngày bùng phát dịch, cả bộ máy chính quyền thành phố này gần như dồn hết sức cho công tác chống dịch. Theo thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì ngày 4 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn về việc phân công nhiệm vụ trong thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Theo nội dung công văn, trong thời gian tham dự hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 thì ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, và ông Nguyễn Thành Phong sẽ phân công những cấp phó tiếp theo. Và bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thì phải chịu trách nhiệm thực hiện vận động nguồn lực xã hội, trang bị cơ sở vật chất, chuẩn bị cho công tác điều trị đối với phương án 15.000 người nhiễm bệnh. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, trưởng ban dân vận thành ủy, chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra hành động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm Quang Trung. Công tác đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp thành phổ thông trung học vào năm 2021. Ông Ngô Minh Châu, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác xét nghiệm và truy vết. Bà Phan Thị Thắng là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa, hoạt động các chợ đầu mối, các hệ thống siêu thị trên địa bàn nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân tại đây. Còn ông Lê Hòa Bình thì phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ trong công tác điều trị cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 9/2021. Ông Nguyễn Tấn Bình, giám đốc Sở Y tế thì chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống cơ sở y tế của thành phố phối hợp với các lực lượng hỗ trợ của Trung ương để triển khai các nội dung thực hiện theo các chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Và thành phố Hồ Chí Minh thì đang trong tình trạng dần mất kiểm soát. Trong ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thì có đến 8 người, một lực lượng đông chưa từng có. Tình hình dịch bệnh của thành phố vào ngày 15 tháng 7 là 91 ca tử vong, tuy nhiên số ca nhiễm thì chưa tới 2.000 ca. Trong khi đó tại Thái Lan, lúc 7.000 ca nhiễm thì có khoảng 72 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh của thành phố được nhiều người đánh giá là vô cùng nghiêm trọng, có thể lên đến 10.000 ca nhiễm mỗi ngày chứ không thể ít hơn. Với tình hình dịch bệnh như vậy thì rất có thể tình hình sẽ mất kiểm soát vào thời gian tới. Trong những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn ông Võ Văn Hoan bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, phía Ban tuyên giáo thành ủy đã bác bỏ tin này. Thực tế thì những gì Ban tuyên giáo thông báo thì cũng không đáng tin cậy. Cụ thể là tin đồn ban bố tình trạng cách ly toàn thành phố đã bị các tờ báo và đài truyền hình bác bỏ. Nhưng cuối cùng, đó lại là một sự thật hiển nhiên ngay sau đó. Rất nhiều tin tức đã được thực tế chứng minh là tin đồn đáng tin cậy hơn những gì được nói ra từ Ban tuyên giáo thành ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh theo đài FA thông báo thì ngày 15 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 91 ca tử vong do Covid. Như vậy, ông Võ Văn Hoan bị Covid-19 là đáng tin cậy
dù cho ban tuyên giáo thành ủy có bác bỏ như thế nào, người dân cũng không tin. Những bằng chứng cho thấy ông Võ Văn Hoan đã bị nhiễm COVID ra sao. Vào ngày 15 tháng 7, trên báo chí Nhà nước Cộng sản có bài viết Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan thôi phụ trách phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ báo chí, thì bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thị Thắng được phân công thay cho Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan phụ trách công tác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Người ký quyết định này vào ngày 15 tháng 7 chính là ông Nguyễn Thành Phong. Việc ký văn bản này được báo chí cho biết là văn bản khẩn điều chỉnh phân công công tác của Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng sẽ phụ trách công việc cung cấp suất ăn cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, phụ trách tổ chức hậu cần, cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Bà Phan Thị Thắng đồng thời phụ trách công tác triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và nghị quyết số 9/2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, bà Thắng phụ trách công tác tiếp nhận và tổ chức lực lượng do Bộ, ngành Trung ương tăng cường phòng chống dịch cho Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận và tổ chức các nguồn lực hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan bị thay thế khẩn bằng quyết định nhanh chóng. Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng cũng phụ trách nhiệm vụ trưởng trung tâm mua sắm trang thiết bị y tế tạm thời trong thời gian đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2526 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và công tác khác về phòng chống dịch COVID-19 theo phân công. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, việc điều chỉnh công tác nói trên nhằm tập trung cho công tác chỉ đạo trong tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp như trong hoàn cảnh của người dân ngày một khó khăn hơn. Tuy nhiên, Đảng vẫn muốn thực hiện mục tiêu kép trong năm 2021. Như vậy là sau lời đồn về việc ông Hoan bị dính COVID, thì việc cử người thay thế ông Võ Văn Hoan cho thấy rằng lời đồn là có cơ sở. Không biết vì lý do gì mà chính quyền thành phố này phải giấu đi. Có lẽ họ sợ khi tung tin sự thật ra thì nhân dân lại đồn thổi nên họ phải giấu đi. Và rõ ràng nếu việc giấu thông tin này là việc làm dại dột. Hiện nay chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh rất lúng túng trong vấn đề đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thành phố này cũng đã cắt giảm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố làm công tác chỉ đạo. Tuy nhiên cho tới nay cho thấy họ chống dịch một cách cực đoan và đang tỏ ra đuối dần. Nếu họ nghe theo các chuyên gia trước đó thì đã không để tình trạng thành phố dẫn đến một cách ngày một tồi tệ như vậy. Đây là hình ảnh né tránh sự thật là căn bệnh cố hữu của chính quyền Đảng Cộng sản. Yếu điểm lớn nhất của chính quyền Cộng sản là em giấu các con số. Chính họ em giấu mà thế giới đã không dành ưu tiên bán vaccine cho Việt Nam, nên dẫn tới tình trạng các quan chức lãnh đạo nhà nước và chính phủ Việt Nam phải ăn xin khắp nơi để tìm viện trợ vaccine sau đó. Nhu cầu trích ngừa toàn dân là 170 triệu liều vaccine mà các nước chỉ viện trợ nhỏ giọt từ 1 đến 2 triệu liều thì không thấm vào đâu cả. Đó là hiệu quả của việc em giấu thông tin. Hiện nay có rất nhiều khả năng là chính quyền thành phố đang cố em giấu tình trạng COVID đã nhiễm và ban hành chỉ đạo phòng chống COVID. Điều đáng nói là những người trong ban chỉ đạo phòng chống COVID đều đã trích ngừa mà vẫn có nguy cơ lây bệnh. Để đối phó tốt với dịch bệnh thì điều quan trọng nhất là thông tin phải trung thực. Với bản chất dối trá quen thuộc thì Đảng Cộng sản lại cho ban tuyên giáo làm số liệu và công bố cho đẹp. Làm như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ tạo ra tâm lý chủ quan trong lòng người dân và đến khi đại dịch bùng phát như thác lũ thì trở tay không kịp. Chống dịch là công việc nghiêm túc và rất cần sự trung thực. Không biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì để thực hiện tốt công việc trung thực thông tin dịch bệnh. Nhiệm vụ này xem ra quá khó và nặng nề đối với Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 với bản tin Thực hư chuyện một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị COVID vật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.